Sáng ngày 3 tháng 6, Công an phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bàn giao một người đàn ông quốc tịch nước ngoài có biểu hiện ngáo đá cho Công an thành phố Nha Trang xử lý theo thẩm quyền. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 2 tháng 6, một người đàn ông ngoại quốc mặc quần đùi, cởi trần, đội mũ bảo hiểm ra giữa đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua phường Phước Long, chặn đầu ô tô khiến nhiều tài xế hoảng hốt. Theo clip người dân ghi lại, người này sau đó leo lên capo của một ô tô múa loạn xạ. Sau đó, người đàn ông ngoại quốc có hành động đập phá, la hét rồi đuổi đánh người đi đường. Sự việc diễn ra trong khoảng 30 phút khiến giao thông tuyến đường bị ách tắc. Ông Ngô Khắc Thinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phước Long cho biết, khi nhận tin báo, công an phường đã đến hiện trường, khống chế người gây rối về trụ sở. Qua xác minh, người này mang quốc tịch Nga, có biểu hiện không bình thường. Cơ quan công an đã thực hiện các thủ tục cần thiết đối với người này để xử lý.